Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 3 tháng 4 tại Thiền viện Quảng Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tiếp tục giao ban với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phía Nam gồm có Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Hậu Giang và Tiền Giang để lắng nghe ý kiến, giải quyết một số vướng mắc tại các địa phương và trình Hội đồng trị sự. Cũng giống như hội nghị giao ban hai ngày trước, đại diện các tỉnh thành Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Hậu Giang và Tiền Giang lần lượt báo cáo các kết quả Phật sự thời gian vừa qua, đồng thời đề cập tồn đọng, khó khăn gặp phải như vấn đề quản lý tăng ni tự viện tại địa phương, chưa tăng ni thuyết giảng trên mạng xã hội chưa đúng quy định của giáo hội và xây am cốc mà không đăng ký chuyển vùng hoạt động tôn giáo. Ngoài ra, các địa phương cũng đề xuất Trung ương Giáo hội cùng các cấp chính quyền hỗ trợ và có giải pháp để các Phật sự được thuận lợi và nhanh chóng. Đúc kết phiên họp, Chư Tôn Đức chủ tọa đoàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành cũng như những thành tựu đã đạt được. Về một số Phật sự khó khăn như báo cáo, Thường trực Hội đồng trị sự cũng như Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội ghi nhận và báo cáo lên Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo để đưa ra phương án tháo gỡ.